Thưa quý vị, chùa Kyichu Lhakhang nằm trong khung lũng Paro, là ngôi chùa cổ nhất đất nước Bhutan xinh đẹp. Đây là một trong những pháo đài tôn giáo đầu tiên được xây dựng ở Bhutan. Nơi đây chẳng những là nơi lan tỏa ánh đạo vàng từ bi trí tuệ, mà còn là nơi thưởng lãm về văn hóa và nghệ thuật. Chùa Kyichu Lhakhang còn có tên gọi là chùa Kyichu hoặc chùa Lok Kyichu, là ngôi tự viện Phật giáo quan trọng của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Ngôi chùa này tọa lạc tại làng Nghi Quốc, quận Paro, Vương quốc Phật giáo Bhutan. Kyichu Lhakhang được kiến tạo vào thế kỷ thứ 7 bởi người sáng lập đế quốc Tây Tạng, Đức vua Songtsen Gampo, là một trong 108 ngôi chùa thuần hóa biên giới do vị anh minh hoàng đế Phật tử Songtsen Gampo kiến tạo. Năm 1644, Kyichu Lhakhang, ngôi chùa cổ nhất ở Bhutan, đã được ngài Ngao Quang Nam Gheo, sinh năm 1594, mất năm 1651 tiếp quản. Từ những năm 1836 đến 1838, ngôi chùa tiếp tục được phục hồi và được thánh hiến bởi Yakhenbo Sarap Gyan Sen thứ 25. Năm 1971, Hoàng hậu Kê Sang Gigan Wangchuk, nữ hoàng của đức vua Jigme Dorji Wangchuk, đã xây dựng ngôi chùa thứ hai bên cạnh ngôi chùa cổ Kyichu Lhakhang này. Kyichu Lhakhang được cho là một trong 12 đền chính trong số 108 đền thờ được xây dựng cả ngày cả đêm dọc Tây Tạng và khu vực biên giới. Ngôi đền được nhiều vị thánh sư nổi tiếng ghé thăm và ban phước, trong đó có đại sư Liên Hoa Sinh vào thế kỷ thứ 8, Lam Khang Nga và Foyodugam Zikbo. Nhiều người trong số họ đã mở rộng quy mô và thêm phần tráng lệ cho ngôi đền. Phòng bên trong của điện thờ chính Yogo Lăng Khang có lưu giữ bức tượng Phật Yogo Yampa từ thế kỷ thứ 7. Bức tượng này nằm ở giữa 8 bức tượng Bồ Tát, tượng ngài Zaprung và đại sư Liên Hoa Sinh. Phòng bên ngoài của điện thờ có bức tượng Quan Thế Âm 11 đầu và 1.000 tay. Ngoài ra, còn có điện thờ Guru Lan Khan được xây dựng năm 1968 bởi Hoàng hậu Ashikya Sang Wangchuk. Điện thờ này nổi tiếng với bức tượng đại sư Liên Hoa Sinh cao 5 mét và là nơi lưu giữ tro cốt của đức Diogo Kiense Rinpochei, vị thánh sư tôn kính này viên tịch năm 1991 và được an táng gần ngôi đền năm 1992. Hàng năm, Bhutan đón hàng trăm ngàn lượt khách du lịch cùng tín đồ Phật môn về đây, không chỉ để chiêm ngưỡng chánh điện của ngôi chùa mà còn để thưởng lãm 2 cây cam nằm trong khuôn viên tự viện. 2 cây cam này ra hoa kết trái cả năm. Người dân địa phương thăm chùa hàng ngày và đi vòng quanh chùa để lăng pháp luân cầu nguyện. Di tích này được bao bọc bởi thiên nhiên, bên cạnh đó các truyền thống Phật giáo đem đến một không khí an lành cho khu tổ hợp tự viện này. Du khách có thể nhìn thấy từng nhóm tu sĩ ngồi ở các góc khác nhau ở khắp ngôi cổ tự này. Đặc biệt, Kyichu Lhakhang là một nơi rất quan trọng đối với những ai đam mê về nghệ thuật, sử gia, du khách thập phương hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Bởi đây chẳng những là nơi lan tỏa ánh đạo vàng từ bi trí tuệ mà còn là nơi thưởng lãm về văn hóa và nghệ thuật.